Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Mẹ Bảo Hân. Hôm nay thì Mẹ Bảo Hân sẽ chia sẻ một mẫu hoa được tỉa từ quả đu đủ xanh. Ở đây thì Mẹ Bảo Hân có nhìn mẫu một bông hoa mẫu đơn kép. Và Mẹ Bảo Hân đã tỉa ra cái mẫu hoa này. Thực tế thì nó chưa thật sự ưng ý lắm. Bởi vì khi tỉa cánh thì Mẹ Bảo Hân đã chưa chỉnh được cái cánh nó chuẩn lắm với hoa mẫu đơn. Chúng ta hãy cùng nhau đi thử với mẫu hoa mẫu đơn này nhé. Nguyên liệu của chúng ta ngày hôm nay thì đương nhiên là phải có một quả đu đủ xanh. Các bạn cần chọn một quả đu đủ xanh và nó chưa chín nhé. Nếu mà ương cũng được. Ương thì nó lại có một cái hay, đấy là khi mà cái phía bên trong ruột của nó hơi ương ấy, thì các bạn không cần phải tô màu luôn, thì các bạn sẽ có được một cái nhụy hoa màu vàng tự nhiên của chính cái quả đu đủ xanh đó. Nhưng mà hôm nay thì Mẹ Bảo Hân chỉ có một quả đu đủ gọi là xanh non thôi. Và để với cái mẫu này thì kinh nghiệm của Mẹ Bảo Hân là các bạn nên chọn những quả nào nó thuôn dài và nó không quá mỏng nhé, tức là cái ruột nó không quá rỗng ấy. Và các bạn lấy cái phần để tạo ra được cái bông hoa màu đơn thì các bạn sẽ lấy cái phần phía dưới của quả đu đủ, tức là không phải là phần cuống mà sẽ là phần bên trên. Bởi vì nếu các bạn lấy cái phần cuống thì thường chúng ta sẽ tỉa hoa hồng hoặc là các cái mẫu hoa khác nó sẽ đẹp hơn. Còn với cái hoa mẫu đơn này thì nó khá giống với lại cái mẫu mà chúng ta tỉa hoa sen, cho nên các bạn lấy cái phần phía dưới của quả đu đủ để chúng ta tỉa được cái mẫu hoa mẫu đơn này nhé. Và cho Mẹ Bảo Hân thêm 1 phút dành cho quảng cáo. Vẫn là sản phẩm trà hoa cúc Tiến Vua sấy điện lạnh, hay còn gọi là kim cúc, là một trong những mặt hàng chính của Mẹ Bảo Hân.com, bán trên trang web Mẹ Bảo Hân.com cũng như là trên số điện thoại 0977 659 472. Đây là một cái sản phẩm mà các bạn có thể sử dụng trong gia đình mình rất là hiệu quả cho việc bảo vệ sức khỏe và giúp cho giấc ngủ sâu, ngon. Tác dụng tuyệt vời của trà hoa cúc thì Mẹ Bảo Hân đã để rất nhiều video rồi, và rất mong là mọi người hãy ủng hộ cho Mẹ Bảo Hân. Ngoài việc xem, like và chia sẻ video này, học cùng Mẹ Bảo Hân cái cách để tỉa ra được những cái bông hoa từ các rau củ quả, thì bạn có nhu cầu về sản phẩm trà hoa cúc cho sức khỏe gia đình thì hãy gọi cho Mẹ Bảo Hân qua số 0977 659 472 để Mẹ Bảo Hân có thể tư vấn và chuyển đơn hàng đến cho bạn trên toàn quốc và đi cả quốc tế các bạn nhé. Và Mẹ Bảo Hân đảm bảo với các bạn là sản phẩm trà hoa cúc của Mẹ Bảo Hân thì chỉ cần có đường bay là có thể bay được. Sản phẩm sẽ đảm bảo bay qua các nước như là Mỹ, Canada, thì đều Pháp. Đó là những cái nước mà Mẹ Bảo Hân đã cho bay rất nhiều và không hề bị trả lại. Bởi vì cái sản phẩm là một cái sản phẩm phải nói là nó rất là sạch, rất là organic, cho nên là không có cái chất bảo quản gì, đảm bảo có thể bay thoải mái các bạn nhé. Và tương tự như với những cái mẫu hoa trẻ cánh khác thì chúng ta phải có dao tỉa, đó là cái con dao bổ cao mỏng sạch. Và lần lượt các lớp các bạn nhìn tay Mẹ Bảo Hân để các bạn có thể chỉnh được. Thế còn những cái bước mà cụ thể nhất, cơ bản nhất thì Mẹ Bảo Hân đã có những cái video rất rất cụ thể rồi. Thì các bạn xem lại ở trên cái mục cắt tỉa ẩm thực của Mẹ Bảo Hân. Ở cái mẫu đơn này thì có một chút là Mẹ Bảo Hân sẽ lấy cái phần cánh nhẹ ở bên ngoài để chúng ta sẽ tạo cái độ bay của bông hoa. Như cái hình các bạn vừa nhìn thấy, Mẹ Bảo Hân sẽ tua nhanh một chút. Và vẫn là như mọi khi, chúng ta sẽ cứ mỗi một lớp cánh thì chúng ta sẽ cắt bỏ ra một cái khoanh để tạo cái khoảng cách cánh, sao cho để cho cái cánh của chúng ta nó không bằng nhau, đúng không ạ? Đó, lần lượt như vậy cho đến khi các bạn vào đến cái phần nhụy. Thì hôm nay ở đây cái phần nhụy thì Mẹ Bảo Hân cũng sẽ lấy nhụy
siêu mỏng luôn. Bởi vì là cái hoa bồ đơn thì nó cần rất nhiều lớp cánh, cho nên là nếu như chúng ta lấy chỉ hai ba lớp cánh thôi thì nhìn lên bông hoa bồ đơn nó rất là đơn điệu, nó không được đẹp. Ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái sủi nhọn để chúng ta lấy cái nhụy, giống như là với cái mẫu mà bé Hoa đã chia sẻ về tiểu hoa súng ấy, thì mọi người có thể lấy nhụy. Nhưng mà với cái hoa mẫu đơn thì các bạn lấy cái nhụy bằng cái sủi nhỏ nhất có thể nhá, để cho cái nhụy hoa nó nhỏ. Bởi vì nhụy của mẫu đơn thì nó rất là bé. Và ở đây thì mẹ bảo Hân sẽ chia làm hai lớp cánh nhụy, để khi các bạn lên hình thì các bạn sẽ nhìn thấy rất rõ là nó có hai cái lớp cánh nhụy. Mẫu đơn thì nó rất nhiều cái nhụy nhỏ 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 ấy. Ở đây thì mẹ bảo Hân cũng chỉ nhìn hoa mẫu đơn qua những hình ảnh thôi, chứ còn thực tế thì mẹ bảo Hân chưa nhìn thấy hoa mẫu đơn thật sự bao giờ. Thì có thể là những bà, những mẹ, những bác mà trồng được hoa mẫu đơn ở các cái vùng, ví dụ như là mẹ Hân thấy rất nhiều những các cái bác ở nước ngoài ấy, ví dụ như ở Mỹ hoặc là những bác ở các cái vùng có lạnh, có tuyết thì các bác trồng được hoa mẫu đơn, hoặc là Canada, mẹ Hân thấy là rất nhiều các bác trồng hoa mẫu đơn đẹp lắm luôn. Thì mẹ bảo Hân cũng chỉ xem những các cái video của các bác, xem hình ảnh, sau đó thì mẹ Hân thiết kế lại. Thì có thể là nó không được sát với hình ảnh thật của bông hoa mẫu đơn lắm. Đó, thì chúng ta sẽ tạo thành hai cái lớp nhụy, và chúng ta tận dụng luôn cái phần hạt. Tận dụng luôn cái phần hạt của mẫu đơn, cái hạt của đu đủ, sau đó chúng ta sẽ tạo thành cái lớp nhụy. Ở đây thì các bạn dùng cái dao kiwi nhỏ nhé, cái dao kiwi nhỏ nhọn thì chúng ta mới tỉa được cái phần nhụy. Cái dụng cụ để cắt tỉa củ quả thì luôn luôn phải có, các bạn luôn luôn phải có, đấy là cái dao kiwi nhỏ này hoặc là cái dao quắm thái nhỏ. Bởi vì nếu như mà những cái con dao to thì chúng ta sẽ không thể tỉa được những các cái phần nhụy nhỏ, hoặc là khi chúng ta tỉa cánh cũng rất là khó. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Và sau khi tỉa xong thì chúng ta hãy ngâm vào nước lạnh nhé. Ngâm vào nước lạnh để cho nó căng hết lại cái cánh, rồi chúng ta bắt đầu tỉa cánh. Tỉa cánh thì ở đây, một là các bạn có thể dùng cái dao kiwi để tỉa, hai là các bạn có thể dùng kéo để cắt cho nó nhanh cũng được. Nhưng mà kinh nghiệm của mẹ Bảo Hân thì nếu mà để muốn bông hoa nó đẹp ấy thì các bạn dùng dao kiwi tỉa là đẹp nhất. Nó hơi lâu một chút nhưng mà cái cánh nó rất là mềm, rất là thật. Thế còn khi mà chúng ta dùng kéo thì dù kéo sắc đến mấy chăng nữa thì cái cánh của nó cũng cứng, nó không mềm mại và thật cánh, nó không thật cánh hoa như là khi chúng ta dùng bằng cái con dao kiwi đâu. Còn những bạn nào mà đã là dân cắt tỉa chuyên nghiệp thì cái này chắc là mẹ Vân không cần phải nhắc nữa. Nhưng mà những bác mà mới cắt tỉa ấy. Đó, ở đây thì mẹ Vân có thử nghiệm cắt bằng kéo, nhưng mà nó không được đẹp đâu, nó rất là cứng. Mọi người nhìn sơ qua thì cũng sẽ thấy là cái độ cứng của cái cánh hoa nó không được mềm giống như là cái dao kiwi mà chúng ta tỉa. Chúng ta tỉa bằng dao kiwi thì nó rất là nhỏ, rất là mềm thôi. Thế nhưng nếu mà chúng ta tỉa bằng cái kéo thì nó cứng. Và với những ai mà đã làm quen chuyên nghiệp rồi thì thực ra là kéo không nhanh bằng dao đâu. Đó. Đó, chúng ta dùng tay chúng ta nhẹ nhàng chúng ta lấy từng cái lớp cánh một, nhìn thì tưởng là rất là nhanh, mẹ Vân đã tua nhanh cái phần này, chứ còn thực ra khi làm thì nó khá rất là mất thời gian. Những bác nào mà mới làm thì có khi mất hàng tiếng đồng hồ trong cái khâu này. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái ngón tay của chúng mình chúng ta bóp cái phần cánh lại. Khi mà chúng ta tỉa, chúng ta thái cái phần cánh hoa ấy, thì chúng ta cố gắng là chúng ta mỏng cánh, thì khi mà chúng ta bóp chúng ta uốn nó sẽ rất dễ uốn đó. Và mẹ bảo Hân dùng một cái đầu của cái bút lông để mẹ bảo Hân uốn nó lại, uốn cánh cho nó cong lại đó, và dùng tay chúng ta bóp những các cái phần cánh lại, bóp cánh, bóp nhụy lại đó. Như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành được cái bông hoa kiwi, là bông hoa mẫu đơn màu trắng.
Đó là một trong những cái mẫu mẫu đơn mà đầu tiên mà mẹ Bảo Hân tỉa. Cho nên nó còn rất nhiều những các cái sai sót. Rất mong là mọi người cùng đóng góp cho mẹ Bảo Hân để có được những cái mẫu đẹp hơn nhé. Ở đây thì hôm nay cái bông này nó còn bị sâu một chút nữa, tức là cái quả đu đủ nó hơi bị sâu. Cho nên là nó có một cái chút viền ở bên trong. Thì sau đây thì mẹ Bảo Hân sẽ có một cái video khác chia sẻ với các bác về cái cách để tạo màu cho cái bông hoa mẫu đơn. Để chúng ta có được cái hoa mẫu đơn màu thì chúng ta sẽ cho nhụy nó màu vàng lại thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, vậy là chúng ta đã hoàn thành một cái bông hoa mẫu đơn. Và cảm ơn bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ của mẹ Bảo Hân về cái cách tạo ra được một bông hoa mẫu đơn từ đu đủ xanh. Đây là một trong những cái mẫu trang trí ẩm thực mà các bạn có thể áp dụng cho những cái mâm cỗ của chúng ta, mâm tiệc của chúng ta bằng cách rất đơn giản này. Ở đây thì mẹ Bảo Hân sẽ chia sẻ một chút về cái cách giữ được cái bông hoa này được lâu. Thì các bạn hãy ngâm nó vào nước lạnh. Nếu như các bạn chưa muốn tạo màu thì các bạn hãy ngâm nó vào nước lạnh hoặc là rồi để vào trong ngăn mát, thì các bạn có thể để được vài ba ngày. Mỗi khi mà chúng ta có tiệc thì chúng ta bỏ ra chúng ta dùng, thì dùng khi mà bắt đầu nó khô lại thì các bạn lại phải cho vào nước mát lạnh thì cái cánh hoa nó lại cong lại và nó cứng lại như bình thường như này nhé. Đó, thì có mẹ Bảo Hân đã từng thử nghiệm là để cái bông hoa này qua một ngày ở với nhiệt độ ngoài bình thường, nó khô héo đến quắt hết cả lại. Sau đó thì mẹ Bảo Hân lại thả vào nước lạnh và ngâm khoảng hơn một tiếng thôi thì nó dần dần nó lại căng đều ra như thế này. Thì đó là những cái mà mẹ Hân đã từng thử nghiệm và thấy nó rất là hiệu quả. Thì các bạn có thể những đặc biệt là những cái bạn mà làm ở các nhà hàng ấy, thì các bạn lên làm như thế thì các bạn thể giữ được cái mẫu hoa cho mình, bởi vì tỉa một cái mẫu hoa này cũng không hề đơn giản đúng không ạ. Thì chúng ta sẽ khi mà chúng ta tô màu lên rồi thì chúng ta ngâm sẽ không ngâm được nữa. Và còn có một số bạn dùng cái màu gọi là cái màu thực vật ấy, thực phẩm ấy, thì nó sẽ khác hơn một chút so với cái màu mà mẹ Bảo Hân đang để ở đây. Ở đây thì mẹ Bảo Hân làm video thôi, cho nên mẹ Bảo Hân chỉ làm nó là cái màu, là cái màu của trẻ em tập vẽ thôi đó. Thì chủ yếu là lên video nó đẹp thôi, chứ còn nếu mà để mà trang trí trong mâm tiệc thì các bạn lưu ý, lưu ý bởi vì nó có một chút độc đúng không ạ. Thì với chúng ta mà để trang trí trong ẩm thực hoặc là ví dụ như chúng ta đi thi nấu ăn các thứ ấy, thì chúng ta cũng lưu ý cái chỗ này. Chúng ta chỉ tô cái phần nhụy và nhẹ nhàng thôi để cho nó khô lại, sau đó chúng ta trang trí. Nếu không thì cái phần này mà nó dây thức ăn ấy thì nó sẽ là độc. Và một trong những cái mẫu mà mẹ Vân luôn muốn hướng đến là không dùng đến keo 52. Mặc dù là sắp tới thì mẹ Vân cũng sẽ ra một loạt những các video chia sẻ về cách sử dụng mà ghép bằng keo 502. Thế nhưng mà kênh của mẹ Vân thì có lẽ là những mẹ đã theo dõi kênh từ lâu rồi thì biết tính của mẹ Vân và cũng biết là cái mong muốn của mẹ Vân. Đấy là đưa cái nghệ thuật này với cái đến với tất cả những chị em, những đặc biệt là những cái bạn mà đang muốn học tập để có thể trang trí được món ăn đơn giản cơ bản trong gia đình, thì không cần dùng đến keo 502 mà vẫn đảm bảo được cho sức khỏe và cái tính thẩm mỹ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ của mẹ Bảo Hân ngày hôm nay về cái mẫu hoa này. Và xin nhắc lại một lần nữa là mẹ Bảo Hân thì không không phải là dân cắt tỉa chuyên nghiệp, cũng không phải là người cắt tỉa để đặt những cái đơn hàng. Thế cho nên là khi mà các bác mà có nhu cầu về đặt các cái đơn hàng về cắt tỉa thì các bạn vào cái nhóm hội thiền tỉa hoa từ rau củ quả của mẹ Bảo Hân ở trên Facebook, thì các bạn sẽ gặp được những caravan chuyên nghiệp và có thể đặt được đơn hàng. Thế còn mẹ Bảo Hân thì mẹ Bảo Hân chỉ bán duy nhất là sản phẩm trà hoa cúc Tiến Vua sấy điện lạnh. Thì khi các bạn có nhu cầu về cái sản phẩm này thì hãy gọi điện cho mẹ Bảo Hân để được tư vấn và chốt đơn hàng cái sản phẩm trà hoa cúc Tiến Vua nhé. Thế còn cái việc học và chia sẻ về cái nghệ thuật cắt tỉa rau củ quả thì các bạn có thể lên cái nhóm hội thiền tỉa hoa từ rau củ quả.
Trên đó thì mẹ Vân có chia sẻ miễn phí và thậm chí là sẵn sàng chia sẻ miễn phí nếu như bạn nào xách rau củ quả đến nhà mẹ Vân. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Và đừng quên tặng mẹ Bảo Hân một nút like, một nút chia sẻ. Và nếu như bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mẹ Bảo Hân nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.